Hương Giang lên tiếng khi bị ném đá hậu tiên đồn tái xuất cùng mỹ nhân Thái Lan Josie Jinrada. Những ngày qua trên nhiều diễn đàn showbiz bất ngờ xôn xao tin Hương Giang đang có kế hoạch tái xuất game show. Đáng chú ý, thông tin còn cụ thể nữ ca sĩ sẽ xuất hiện cùng bạn thân hoa hậu chuyển giới Thái Lan Josie Jinrada. Nghi vấn này ngày càng có cơ sở khi vừa qua mỹ nhân Josie đã đầu quân về công ty quản lý do Hương Giang thành lập. Bên cạnh đó, trang YouTube của Hương Giang cũng bắt đầu đăng tải các clip về chương trình mà cô tham gia sản xuất. Điều này khiến nhiều người tin rằng Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 sẽ sớm trở lại hoạt động nghệ thuật. Những thông tin này ngay lập tức đã nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng. Tưởng chừng sau hơn nửa năm ở ẩn bởi những thị phi thì sự trở lại của Hương Giang sẽ được đón nhận. Tuy nhiên đã có không ít người thể hiện sự gay gắt khi hay tin trên nhiều diễn đàn chia sẻ lại hình ảnh Hương Giang đến nhà Antifan hồi đầu năm và mỉa mai. Nửa năm diễn trò mất tích rồi tính quay lại dễ dàng sao, dù có tái xuất thì Antifan vẫn còn nhé. Liên hệ với Hương Giang, đại diện nữ ca sĩ phủ nhận những thông tin này, đồng thời cho biết hiện tại nàng hậu chưa có kế hoạch cụ thể nào cho việc tái xuất. Trước đó, hồi cuối năm 2020, mạng xã hội xuất hiện một nhóm chuyên đăng bài viết về Hoa hậu chuyển giới Hương Giang với tên Anti Nữ Hoàng Đạo Lý chỉ trong thời gian ngắn nhóm thu hút số lượng lớn người tham gia và đăng tải nhiều bài viết mang tính chỉ trích nặng hậu sau đó trên trang cá nhân nữ ca sĩ cho rằng cô đang bị phá hoại đời sống cá nhân lẫn công việc đồng thời đề nghị cơ quan chức năng can thiệp bảo vệ quyền lợi cho cô tuy nhiên làn sóng tẩy chay hương giang vẫn không dừng lại đông đảo cư dân mạng tấn công vào fanpage hoa hậu việt nam phản đối sự xuất hiện của cô tại chương trình cuối cùng hoa hậu chuyển giới lên tiếng xin lỗi và thừa nhận bản thân nóng nảy khi xử lý sự việc cô cũng cho biết sẽ tạm ngưng hoạt động nghệ thuật một thời gian Mãi đến tháng 8 năm 2021, nữ ca sĩ gây chú ý khi chi hơn 900 triệu đồng để mua lại đồng hồ hàng hiệu của biên tập viên Ngọc Trinh trong phiên đấu giá gây quỹ, đổi kỹ vật, lấy nhịp thở. Đặc biệt, từ giữa tháng 10 vừa qua, Hương Giang mới bắt đầu hoạt động mạng xã hội trở lại, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, chủ yếu là chơi golf cùng bạn bè, đồng nghiệp. Từ ngày comeback mạng xã hội đến nay, không đếm xuể số lần Hương Giang đăng ảnh khoe dáng tại sân golf. Thế nhưng điều dân tình ngóng chờ nhất lại là khoảnh khắc chung khung hình của Hương Giang và Mát Liêu đã công khai thả thính qua lại. Nàng đăng ảnh chàng thả tim rồi, ấy vậy nhưng Hương Giang Mát Liêu vẫn quyết không tung ảnh sánh đôi. Cách đây không lâu, Mát Liêu chia sẻ khoảnh khắc cùng những người bạn thân đi đánh golf sớm, trong số đó có cả ca nhạc sĩ Lê Hiếu. Đáng nói không lâu sau đó, Hương Giang đã có ngay động thái trên mạng xã hội. Cụ thể, nàng hậu cũng tung ảnh xinh đẹp ra sân gôn cùng bạn thân. Ngoài ra, cô còn nhấn mạnh thời gian này là hôm nay như muốn khẳng định chủ quyền với nam CEO. Lộ Hiên hẹn hò rõ rành rành nhưng Hương Giang và Mát Liêu vẫn chưa chịu xuất hiện chung. Ảnh đôi gần nhất trên mạng xã hội của cặp đôi nổi tiếng là từ hồi 14 tháng 2. Trước đó, nam CEO còn vô tình để lộ chi tiết cho thấy anh đang sống tại nhà bố mẹ bạn gái ở Hà Nội cụ thể trên trang cá nhân Max liêu vừa tung loạt ảnh khoe việc mới mua thêm chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu xa xỉ có giá hàng tỷ đồng ngoài trầm trồ về độ giàu có của ceo người singapore thì netizen đặc biệt chú ý đến không gian căn nhà mà anh check in theo đó một số cư dân mạng đã xoay ra rằng cánh cửa ở phía sau mắt liêu rất giống với cửa phòng tại nhà riêng của bố mẹ hương giang ở hà nội thời điểm mới hẹn hò hoa hậu đã đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ tại đây cả nhà đã quay quần bên nhau chụp ảnh kỷ niệm cũng vì có bức ảnh xung vầy trước đó với hình ảnh mới nhất của Matt Liu có điểm chung mà nhiều người cho rằng anh đang sống cùng bạn gái tại nhà bố mẹ cô. Tuy nhiên vẫn có ý kiến cho rằng đôi khi đây chỉ là sự trùng hợp vì đa phần những căn nhà chung cư được thiết kế khá giống nhau. Đáng nói là trước đó cặp đôi cũng từng bị soi đang sống chung tại Sài Gòn khi check-in tại căn phòng y hệt nhau thời gian qua dù ở ẩn và vướng nghi án chia tay nhưng mắt liêu và hương giang vẫn để lộ nhiều bằng chứng cho thấy vẫn hạnh phúc bên nhau điển hình như việt nam ceo khoe ảnh hoa và quà như chuẩn bị tặng ai đó ngay ngày kỷ niệm hẹn hò hương giang hay như bức ảnh nghi vấn hương giang đang ở hà nội còn tụ họp đi đánh gôn cùng hội chị em hoa hậu và sau đó mắt liêu cũng check in tại đây